Ôi. Đi nha. Trời ơi, trời ơi. Ra chụp luôn, ra chụp ở đây, ra chụp bằng máy này xong chụp luôn cho. Đứng luôn đi. Chụp bằng máy này luôn này. Bạn đã đến cho mình ngừng cái máy để thằng chụp để quay nữa. Đây. Em cũng sẵn cho nên anh lên một trang ở trong nó không đang ngồi kìa. Cái này là sao? Cái này là bông cúc hả? Đúng rồi. Cái này là của chị Hà tặng một mình anh Linh đó. 50 cái đó của ổng đó không làm gì. Đúng, trời ơi, sẵn mình chưa. Chị đang nói là chồng chị là 15 năm nhưng mà với cái cường độ làm việc nhiều như vậy á thì vợ chồng anh cũng nghĩ đến là việc điều chỉnh lại. Ôi nha. Trời ơi. Anh có mình cũng muốn là để không, thực ra là tại vì cái đợt này thì thứ nhất là sau một cái đợt dịch dài rồi mà không được làm nghề, bây giờ quay về mình rất là say nghề thì mình rất là hiểu cái điều đó. Thứ hai nữa là gần Tết rồi, cho nên là một cái mình phải làm sao để cho nó kịp cái dịp Tết. Thì mình cũng hiểu là cái đó cũng là cái mà rất là quan trọng đối với khán giả Việt Nam mình, để có một bộ phim Tết chẳng hạn hay một chương trình Tết thì mình phải làm cho kịp cái tiến độ, chứ không mình không làm kịp thì qua cái Tết rồi thì lúc đó cái vở diễn không còn quan trọng nữa, cho nên là mình cũng hiểu như vậy. Thì mình cũng vẫn luôn nhắc nhở là em phải cố gắng ăn nghỉ ngơi cho nó ấy, mà đừng có cố quá. Thế thì mình cũng nhắc nhẹ được thôi, chứ còn cũng không có làm được nhiều, thì cũng thỉnh thoảng cũng nhắc quản lý là chăm sóc cho chị, mình gọi riêng cho quản lý ở xem là má ăn chưa, má uống chưa, uống thuốc hay gì không, thì mình nhắc thôi. Hôm nay có chuẩn bị quà gì cho chị khi mà kết thúc show diễn không? Thì mình cũng chuẩn bị một bó hoa tặng cho bí mật không? Hay là bí mật, thực ra đối với mình thì mình
mình không phải làm cái gì quá to lớn, cái bao tát để mà gọi là bí mật cả. Nhưng mà bây giờ sau bao nhiêu năm trình diễn thì mình cũng gọi là mình tặng một bó hoa để gọi là mình cũng rất là quan tâm, chứ còn bây giờ mình tặng quà thì cũng nó cũng không có không có thích hợp. Nhưng mà có quá trời vậy. Hả? Đang cái chuyện mà em bí mật điều mà anh muốn dành riêng cho chị. Nhưng mà chị, anh có phải là cái hoa mà chị yêu thích không, hay là hoa đại thôi? Nói thật là đối với Hương ấy, tặng hoa nó không thích hợp, là bởi vì là không thích hoa luôn. Nhưng mà cho một cái ngày như thế này thì mình nghĩ là mình sẽ tặng một cái đóa hoa thì cũng là thích hợp. Nên cái hoa này thì mình biết là trong các thứ hoa, trong các loài hoa thì cái màu hoa này thì mình nghĩ là Hương một trong những màu hoa mà Hương thích. Có cái loại hoa mà Hương rất là thích thì ở đây mình tìm Hương ra. Hoa gì? Cái hoa mà Hương rất thích nó là cái hoa bông cúc trắng, gọi là hoa bên kia nó gọi là hoa daisy ấy. Thì ở Việt Nam mình không tìm ra. Nó hình như không phải mùa. Không phải mùa. Ngoài Bắc rất là hiếm. Như trên Đà Lạt đấy, Đà Lạt thì thi thoảng mà mình có thấy trên đó, nhưng mà không phải mùa, nhưng mà mùa này không thấy có cho nên là. Nhưng mà bình thường anh có hay tặng hoa chị không? Không tặng nhiều. Như mình đã nói là Hương cũng rất là một con người rất là thực dụng. Không thích hoa. Không thích tặng hoa nhiều. Tại vì thực ra là bình thường khán giả tặng quá nhiều rồi. Khán giả tặng thường xuyên luôn. Cho nên là bây giờ mình mà cũng tặng hoa nữa thì nó cũng bình thường thôi. Chứ anh tặng gì? Thường anh tặng gì chị? Không có tặng quà. Không tặng quà. Ít tặng quà lắm. Thứ nhất là bởi vì mình không giỏi về mua quà. Không mua quà mà không đúng ý người ta cũng... Dạ chào thầy. Dạ. Hôm nào hết dịch thì chị qua chơi. Dạ. Vâng. Nếu tại không đúng ý thì mình nghĩ là như vậy, tại vì nhiều cũng đã từng có những lần mình tặng những cái món quà rồi, nhưng mà thì rất lịch sự thì Hương cảm ơn rồi này kia, nhưng mà khi mà mình không thấy sử dụng thì mình biết rằng là cũng không thích hợp lắm, mà bản thân mình không có giỏi về tặng quà. Chẳng hạn như là bây giờ tặng nói quà cho chị mà chị không sử dụng đó thì anh có thấy buồn không? Không, mình không buồn nữa, tại vì mình hiểu mà. Đối với Hương ấy thì như nãy mình đã nói, Hương là người thực dụng. Hương không phải là người thích mua giỏ mắc tiền hay là quần áo mắc tiền gì cả. Tại vì thực ra tất cả những cái đồ gì mà Hương có, quà cáp cho Hương ấy, thì thực ra là những cái gì mà Hương lại sử dụng vào trong công việc, chẳng hạn như là giày, dép, quần áo. Nhưng mà nhiều khi những cái đó mà mình mua nó không có đúng ý thì nó cũng khó lắm. Bản thân mình mua cho đồ của mình còn không biết, mình còn phải kêu Hương đi mua cho đồ cho mình. Thì cho nên là mua đồ cho Hương này là càng khó hơn. Là một nghệ sĩ thì mặc cái đồ nào hợp lý, màu như thế nào, cỡ như thế nào. Cỡ thì mình biết size, nhưng mà cái màu như thế nào, cái kiểu dáng như thế nào thì mình không giành được. Cho nên là cái đấy nhiều khi mình nói, cho nên là mình cứ nói là Hương thích gì thì nói mình thì mình mua. Cho nên là để mà mua quà bất ngờ ấy, thì ít khi lắm. Thế anh, nhưng mà chị như vậy, nhưng mà bản thân anh có thích được chị tặng quà? Mình không thích tặng quà luôn. Cũng thế luôn. Mình không có thói quen tặng quà. Cho nên là thỉnh thoảng, nhưng mà Hương vẫn bất ngờ mình nhiều lắm. Vẫn mua những cái món quà bất ngờ mình. Tại mình bản thân mình ít khi nào mình có cái đòi hỏi gì, mình có thích gì á. Nhưng mà Hương cũng hay để ý và luôn tìm ra được cái món quà mà mình nhận được thì mình rất là hài lòng. Vợ chồng anh có kế hoạch đón Tết năm nay như nào chưa? Đón Tết thì mình nghĩ là mình cũng Hương sẽ dành ra một khoảng thời gian cho gia đình năm nay, bởi vì lần đầu tiên mà mình về đây, hai bố con về đây thì Hương nói là chắc chắn sẽ dành cho gia đình một khoảng thời gian. Thì rồi là sau đó thì cũng gia đình ở ngoài Hà Nội của Hương cũng vào đây nữa. Thì cũng nghĩ là đó là cái điều mà muốn có cái thời gian để dành cho gia đình nhân ngày Tết xung vầy. Em cảm ơn anh và chúc cho vợ chồng anh sẽ đón một cái Tết rất là vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà đây là lần bao nhiêu, anh có nhớ lần bao nhiêu mà mình đón Tết ở Việt Nam không? Cả nhà ở Việt Nam không? Từ hồi mình đi giờ là mình chưa có đón Tết ở đây. Chưa bao giờ, đây là chưa lần Tết đầu tiên đúng không? Ừ. Vậy thì cũng khá là quan trọng ha. Ừ. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Đây là...